Hỏi các nội dung sau đây. 19 giờ chương trình bí mật gia đình, 19 giờ 30 phút bé khỏe bé ngoan, 19 giờ 50 phút tin thế giới, 20 giờ chương trình chung sức, 21 giờ ký sự Amazon, 21 giờ 10 phút phim truyện tối thứ ba phim truyện Đức Dòi Rồng phần đầu, 22 giờ tin trong nước, 22 giờ 15 phút phim truyện tối thứ ba phần tiếp theo, 23 giờ thế giới điện ảnh, 23 giờ 30 phút tin cuối ngày tin thế giới tin thể thao, 23 giờ 50 phút chương trình tôi và chúng ta. Chương trình truyền hình rạng sáng ngày 15 tháng 8 gồm những nội dung sau. 0 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Đại Phường Nhuộm tập 1. 1 giờ 30 phút câu lạc bộ thể thao nữ thế giới. 2 giờ thời trang và cuộc sống. 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Ngọn Nến Hoàng Cung tập 25 và 26. 3 giờ 30 phút ca nhạc dân tộc giai điệu quê hương. 4 giờ khám phá cứu hộ nước cuốn. Bây giờ kính mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi chương trình truyền hình tối nay. Hãy tưởng tượng khai sinh một chiếc tivi khiến mọi căn phòng đều trở nên sang trọng và rộng rãi hơn. Xin thông báo, bây giờ là 19 giờ. Chào mừng các bạn và các em đến với chương trình Bí mật gia đình. Chương trình này do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng Azigon của Công ty Ajinomoto tại Việt Nam tài trợ cho chương trình này. Người dẫn chương trình của chúng ta hôm nay là MC Quỳnh Thương. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trò chơi Bí mật gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống gia đình của chúng ta vẫn luôn luôn ẩn chứa rất nhiều những điều bất ngờ thú vị. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau một lần nữa khám phá ra những bí mật gia đình rất đáng yêu từ phía gia đình của ba em bé. Thế nhưng là đầu tiên có lẽ là chúng ta sẽ phải dành một tràng pháo tay để làm quen với ba bé đã. Xin chào con. Chào cô Quỳnh Hương. Con tên là gì nào? Con tên là Quỳnh Võ Hoàng Phốt. Học sang năm con lên lớp 4-3, học trường tiểu học Trần Nguyên Hãn. Con có thể giới thiệu một chút về gia đình của con nhé. Gia đình con có ba người, ba con, mẹ con và con. Ba con làm công nhân, mẹ con làm cô giáo, con đi học. Như vậy thì ngày hôm nay quyết định là ba con hay là mẹ con cùng đến đây chơi nào? Dạ, mẹ con. Mẹ con ha. Vậy thì bây giờ mình mời mẹ ra chơi với con nha. Con mời mẹ ra. Ta hãy cùng làm quen với bạn thứ hai. Chào con. Chào cô Quỳnh Hương. Con tên là Nguyễn Phương Thanh. Năm nay con 8 tuổi, học lớp 33 trường tiểu học Lê Định Của. Có ai nói với con là nhìn con rất là chững chạc so với lại 8 tuổi của con không? Dạ có. Thế đây là do đức tính của con vậy hay là tại con muốn vậy? Này chắc nó do đức tính vậy. Tức là mẹ sinh con ra là nó vậy rồi đó hả? Chắc vậy. Rồi, cảm ơn con. Vậy thì bây giờ con hãy kể một chút về mẹ của con hay về gia đình của con đi nào. Gia đình con có 5 người, bà con, ba con, mẹ con, em con và con. Nhưng mà ngày hôm nay thì là mẹ con hay là bố con đi đến đây chơi với con? Mẹ là bố ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ mời bố ra nhé. Ba ra đây chơi cùng con. Chào anh ạ. Chúng ta hãy cùng làm quen với bạn chơi cuối cùng. Chào cô Quỳnh Hương, con tên là Trần Tiện Nhi. Năm nay con 9 tuổi, con học lớp 4, trường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Bây giờ mình sẽ giới thiệu một chút về gia đình mình nha. Dạ thưa cô, gia đình con có 5 người. Ông bà ngoại con, mẹ con, em con và con. Rồi, cảm ơn con. Bây giờ mình mời mẹ Quỳnh Giao ra chơi với con nhé. Mẹ ơi, mẹ ra đây chơi với con đi. Chào chị ạ. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng chơi đầu tiên của trò chơi Bí mật gia đình. Ở vòng chơi này thì ba vị phụ huynh đã được mời vào trong xoay Rubik và nghe nhạc, có nghĩa là tách biệt hẳn với không gian của chúng ta bên ngoài. Trong lúc đó thì ba em bé ở lại với trường quay và lần lượt trải qua ba câu hỏi. Sẽ có hai câu hỏi với đáp án có sẵn, các bé sẽ ghi được 50 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với mẹ.
hoặc là với bố. Và ngược lại thì sẽ có một câu hỏi duy nhất là câu hỏi mở. Các bé sẽ ghi được đến 100 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với bố hoặc mẹ. Câu hỏi đầu tiên bắt đầu từ bé Hoàng Phúc nghe con. Con sẵn sàng chưa? Rồi, mỗi lúc học bài ở nhà con sẽ thích học với ai hơn? Thứ nhất, con thích học một mình. Thứ hai là con học với gia sư, có nghĩa là cô giáo hoặc thầy giáo đến kèm ở nhà. Hoặc thứ ba là con được sẽ muốn học với ba hoặc là mẹ. Dạ, con thích học với mẹ. Con thích học với mẹ hả? Dạ. Vì sao con thích học với mẹ? Vì mẹ có thể giảng bài cho con. Mẹ có thể giảng bài cho con. Dạ. Cảm ơn con Hoàng Phúc. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Phương Thanh. Bạn nghĩ như thế nào? Dạ, con chọn con thích học một mình hơn. Vì sao con lại thích học một mình hơn? Vì nó yên tĩnh, con có thể ngồi làm bài rồi. Cảm ơn con Phương Thanh. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Tiểu Nhi. Bạn nghĩ như thế nào? Dạ, thưa cô, con thích học với mẹ hơn. Vì sao không phải là học một mình như là bạn Phương Thanh? Thưa cô, đã về học với mẹ có nhiều bài toán khó, mẹ có thể giảng cho con. À, như vậy mẹ cũng là gia sư giỏi của con đó ha. Cảm ơn con Tiểu Nhi. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Phương Thanh bắt đầu cho câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai là một câu hỏi mở, các con có thể trả lời bất kỳ điều gì các con thích nha. Con và ba mẹ con thường đi thăm họ hàng vào những lúc nào? Dạ thưa cô, gia đình con thường đi thăm họ hàng vào những lúc Tết nữa. Cảm ơn con rất là nhiều. Tiểu Nhi, con nghĩ như thế nào? Dạ thưa cô, con thích đi thăm vào dịp nghỉ hè. Vào dịp nghỉ hè, vì sao lại là dĩ hè hả con? Thưa cô, tại vì nghỉ hè có nhiều thời gian để mình vui chơi ở họ hàng. À, cô Quỳnh Hương hiểu rồi. Nhưng mà họ hàng mà con thường hay đến nhất là ai? Dạ thưa cô, là ông bà nội hoặc là ông bảy. Như vậy chúng ta sẽ có nhiều thời gian rất là vui. Cảm ơn con. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Hoàng Phúc nè. Hoàng Phúc ơi, con chọn như thế nào? Dạ con chọn là những ngày chủ nhật. Vào những ngày chủ nhật. Thế chủ nhật nào gia đình con cũng đi chơi hay sao? Không, chủ nhật nào gia đình con cũng đi thăm ông nội bà nội. Ông nội bà nội ở gần nhà con không? Dạ cũng gần. Cảm ơn Hoàng Phúc. Như vậy chúng ta còn một câu hỏi cuối cùng thôi. Câu hỏi này sẽ được thể hiện dưới dạng video clip. Và các con hãy nhìn vào trong tình huống. Sau đó các con sẽ chọn một trong ba tình huống nhé. Nào các con nhìn lên màn hình. Trời ơi em ơi, lại đây. Em có thể nào tập bằng tay chân không? Có nhất thiết còn phải tập luôn cái miệng không? Cái mồm em nó vậy á, chứ em ngồi thì giống anh, sao em tập được? Trời ơi, thôi lại đây. Trời đất ơi, cái tập cái gì anh thấy tay chân em không có hoạt động mà toàn cái miệng em la không à. Tập gì sùm lắm. Theo anh nè, cái môn của anh nó vừa im lặng vừa nhẹ nhàng, không quấy rầy ai hết, hiểu không? Có nhiều sức khỏe nữa. Anh hai, anh nói vậy sao được? Mỗi người đều có một sở thích riêng mà. Giống như em nè, em á thì thích vận động, còn anh thì thích ngồi thiền nhẹ nhàng. Anh bắt em theo anh sao được? Nghe nè, bây giờ anh có cái thích này mà em chịu anh được không? Mình là anh em mà, em giúp anh hết của mình. Vậy em băng qua bên kia tập một mình không quấy rầy anh nữa. Anh hai, mình là anh em mà. Dạ được, nhưng mà anh làm như em muốn tập trung anh lắm nhá. Rồi khỏi ai quấy rầy mình hết. Anh hai, trời ơi cái gì nó vậy? Mẹ kêu vô ăn cơm. Trời ơi, có ăn cơm thôi mà la quá vậy à. Ủa mà anh có ăn cơm không? Ăn chứ. Các bé ơi, qua câu chuyện trên chúng ta thấy là mỗi người đều có những sở thích riêng. Còn sở thích của các bé thì như thế nào? Bây giờ các bé hãy nghe mình béo hỏi nha. Trong các loại trò chơi sau đây, loại trò chơi nào các bé thích nhất? Thứ nhất, trò chơi ngồi yên một chỗ như là đánh cờ, máy vi tính. Thứ hai, trò chơi có chạy nhảy. Và thứ ba, trò chơi nào cũng thích. Rồi, cô Quỳnh Hương muốn bắt đầu từ bạn Tiểu Nhi. Con nghĩ như thế nào Tiểu Nhi? Dạ thưa cô, con thích trò chơi chạy nhảy. Con thích chơi trò chơi chạy nhảy, ví dụ như trò chơi nào nào? Thưa cô, là nhảy dây hoặc là đuổi bắt. Rồi, nhảy dây hoặc là đuổi bắt, cảm ơn con. Bạn Hoàng Phúc, bạn nghĩ như thế nào? Dạ con chọn câu C. Đó là ngồi
ngồi chơi và chạy nhảy. Tức là cái gì con cũng thích hết trơn hả? À, nhưng mà cô Quỳnh Hương thấy mặt con có vẻ nghiêm trang quá mà con cũng thích chơi hả? Thế các bạn trong lớp có nghĩ rằng con quậy không? Cũng có siêu quậy đó chút xíu phải không? Cảm ơn con. Bây giờ thì cô Quỳnh Hương bắt đầu tin là con cũng là siêu quậy chút xíu rồi. Cảm ơn con. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Phương Thanh nào. Dạ thưa cô, con thích chơi chạy nhảy hơn. Hả? Vì sao mà cả ba bạn trông rất là nghiêm trang như thế này lại thích chơi trò chạy nhảy hơn? Con có thực ra con có chạy nhảy không? Có. Con chơi trò gì? Ví dụ con thích chơi trò trốn tìm. Cảm ơn con. Như vậy thì chúng ta đã cùng lắng nghe cả ba câu hỏi rồi. Bây giờ sẽ là lúc chào đón các vị phụ huynh trở lại với trường quay nè. Câu hỏi đầu tiên xin được bắt đầu từ mẹ Hồng Vân ạ. Thưa chị, ở nhà đó thì cháu vẫn thường hay học bài. Và bây giờ chị có nhận ra được sở thích của cháu là học bài với ai không? Thứ nhất là học với một gia sư, có nghĩa là một thầy hoặc cô giáo mời về nhà dạy. Thứ hai là học một mình và thứ ba là học với ba hoặc mẹ. Dạ, cháu thích học với mẹ. Vì sao chị nghi đoán là như vậy ạ? Tại ở nhà em cũng hay cho bé học bài, em kèm theo bé. Dạ. Và như vậy cháu còn nói rằng là bởi vì mẹ có thể giảng bài cho con. 50 điểm đầu tiên dành cho gia đình của chị, chúc mừng. Xin được mời ba Thế Thanh, ba nghĩ như thế nào ạ? Theo tôi nghĩ thì câu trả lời của cháu là cháu thích học một mình. Anh nghĩ rằng là học một mình là tốt chứ ạ? Không, thì đương nhiên là những cái vấn đề nào khó khăn thì cháu phải hỏi mẹ. Thế nhưng mà cái chính là cháu vẫn tự học một mình. Trùng khớp từng chi tiết một với ý kiến của con. 50 điểm dành cho gia đình của anh, chúc mừng. Xin được mời mẹ Quỳnh Giao. Tôi cũng nghĩ là cháu thích học bài một mình. Vì sao ạ? Tại vì công việc của tôi thì cũng rất là bận rộn, cho nên thường xuyên thì cháu học bài một mình. Dạ. Chị biết sao không? À, Quỳnh Hương hỏi là cháu thích học như thế nào? Thì cháu nói là mẹ giỏi lắm cho nên là mẹ có thể giảng bài cho con nhiều cái con không có hiểu. Con vẫn thích được học với mẹ hơn. Cho nên là mặc dù là mẹ con chưa có ghi được 50 điểm đầu tiên, nhưng chị vẫn nên hãnh diện về câu trả lời này của con chị nhé. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này bắt đầu từ ba Thế Khanh. Ba Thế Khanh thân mến, theo anh thì gia đình của mình thường đi thăm họ hàng vào những lúc nào ạ? Gia đình tôi hay đi thăm họ hàng vào mùa hè, tức là vào cái dịp các cháu được nghỉ hè. Dạ, thế thường đi thăm ai là cụ thể ạ? Thường là đi thăm bố mẹ, tức là bố mẹ tôi, tức là ông bà nội của cháu. À, thế tức là các cụ không sống ở gần mình ạ? Vâng, các cụ ở Hà Nội. À, thế ạ, thế thì vui quá. Nhưng mà con, hồi nãy con lại suy nghĩ một hồi, con lại quyết định chọn ngày Tết. Chắc là bởi vì ngày Tết lúc nào mình cũng ra thăm ông bà đúng không ạ? Dạ, cũng không thường xuyên. Dạ, cho nên là bố và con chưa có được trùng khớp với nhau trong ý kiến này, chưa có 100 điểm cho gia đình của con rồi. Xin được mời mẹ Quỳnh Giao ạ. Thường thì gia đình đi thăm họ hàng vào dịp Tết ạ. Vào dịp Tết. Thế còn vào hè thì sao ạ? Vào hè thì thường là đi du lịch. Dạ. Đi thăm ông bà nội hoặc là đi thăm ông Bảy đúng không ạ? Ước gì mà anh Thế Khanh với chị Quỳnh Giao đổi chỗ câu hỏi cho nhau, đổi chỗ câu trả lời cho nhau thì mỗi người sẽ ghi được 100 điểm. Thật là đáng tiếc. Xin được mời mẹ Hồng Vân. Dạ. Dạ, em chọn mùa hè. Vì sao ạ? Tại hồi mùa hè cũng rảnh lắm, vẫn biết đi chơi. Bởi vì mẹ là cô giáo phải không mẹ? Dạ. Còn con thì không nghĩ vậy, cho nên cũng chưa ghi được điểm luôn. Câu hỏi thứ ba ban nãy được thể hiện ở dưới dạng là một cái video clip. Nhưng bây giờ thì Quỳnh Hương xin được thể hiện lại bằng câu hỏi như sau. Nếu mà có ba sự chọn lựa sau đây thì bé sẽ chọn lựa như thế nào ạ? Trong những trò chơi sau, bé thích trò chơi nào hơn? Trò chơi thứ nhất là nhóm trò chơi ngồi yên một chỗ, chẳng hạn như là đánh cờ, xếp hình, lắp ráp hoặc là chơi game trên máy tính. Thứ hai là trò chơi có chạy nhảy. Và thứ ba là trò chơi nào cũng thích cả. Xin được mời mẹ Quỳnh Giao. Có thể là trò chơi nào bé cũng thích. Vì sao ạ? Tại vì nó rất là năng động. Đúng, cháu rất năng động. Mặc dù ngày hôm nay trông cháu có vẻ hơi u buồn một chút, nhưng mà cháu đã tỏ ra cho cô Quỳnh Hương thấy rằng là
cháu năng động lắm, cháu thích chơi nhảy dây rồi. Con thích gì nữa Tiểu Nhiên? Thì thưa cô là con thích chơi đuổi bắt. Đúng rồi, con vừa thích chơi đuổi bắt, con vừa thích chơi nhảy dây nữa. Nhưng mà con không có nhắc tới cái chi tiết con ngồi ở chỗ mẹ ơi, cho nên là chưa ghi được 50 điểm rồi. Mẹ Hồng Vân nghĩ như thế nào ạ? Dạ bé thích chạy nhảy. Bé thích chạy nhảy, thế bé có thích chơi đánh game không? Thế bé có thích chơi đánh cờ hay là chơi game trên máy tính không ạ? Cháu có thích những cái trò chơi ngồi yên chỗ không ạ? Dạ không. Vậy thì chị phải về nghiên cứu thêm con. Tại vì nãy con nói sao chị biết không? Trò chơi nào con cũng thích hết á. Cho nên chưa có 50 điểm cho câu hỏi này. Xin được mời ba Thế Khanh. Tôi nghĩ ở cái câu hỏi này thì cháu sẽ trả lời là cháu thích chơi nhảy. Quỳnh Hương thấy con gái có vẻ hơi đầm tính quá à. Dạ, nhưng mà thực tế là không như vậy. À, thực tế là không như thế à. Thế là cũng cháu rất hiếu động. Dạ, thế anh có bao giờ thấy cháu chơi những cái trò chơi nào mang tính chạy nhảy chưa? Dạ có. Đó là trò gì ạ? Thì cháu, tôi thấy cháu rất thích chơi với những trò chơi đuổi bắt, đặc biệt là với các bạn nam. Ồ. Chi tiết này đúng là bí mật, cô Quỳnh Hương mới biết nha. Và như vậy thì 50 điểm tiếp theo dành cho gia đình của anh, chúc mừng. Kết thúc vòng chơi đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe số điểm của ba gia đình. Kết thúc vòng thi thứ nhất, gia đình bé Tuyết Nhi 0 điểm. Gia đình bé Hoàng Phúc 50 điểm. Gia đình bé Phương Thanh 100 điểm. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng chơi thứ hai của trò chơi bí mật gia đình. Ở vòng chơi này thì đến lượt ba em bé đã được vào trong thư giãn, xem truyện tranh và nghe nhạc. Trong lúc ba vị phụ huynh hồi hộp cùng ở lại và vượt qua ba câu hỏi. Ngược lại với vòng chơi đầu tiên thì ở vòng này có đến hai câu hỏi mở. Mỗi câu sẽ đem đến cho các vị phụ huynh 100 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với lại bé. Và sẽ có một câu hỏi duy nhất là có đáp án có sẵn. Bố hoặc mẹ sẽ ghi được 50 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với bé. Xin được bắt đầu câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho mẹ Hồng Vân ạ. Dạ. Dạ thưa chị thì cháu ở nhà có phải là học sinh khá giỏi không hả chị? Dạ học sinh giỏi. Học sinh giỏi. Dạ. Câu hỏi của Quỳnh Hương là theo bé thì vì sao anh chị lại muốn cho cháu học giỏi ạ? Để lớn lên bé có công chuyện làm tốt. À cảm ơn chị. Ba Thế Khanh. Cái việc mà cháu học giỏi thì là nó cũng ảnh hưởng đến cái cuộc sống của cháu sau này. Cảm ơn anh. Xin được mời mẹ Quỳnh Giao. Theo tôi thì có thể là bé sẽ cho rằng sau này bé sẽ làm một cái công việc gì đó là phải hơn người. À, dạ. Cháu đã bao giờ thể hiện một cái ý thích là cháu làm được cái gì đó hơn người chưa ạ? Công việc thì chưa, nhưng mà nói về chơi hoặc là vũ lực thì nhất luôn. Con trai không bằng. Thế à? Đấy, con gái trông hiền thục như vậy mà cũng có vũ lực lắm ạ. Cảm ơn mẹ Bình Giao. Câu hỏi thứ hai, câu hỏi này thì xin được bắt đầu từ ba Thế Khanh ạ. Bé, anh ghi nhớ là bé nha. Dạ. Bé sẽ nhận thấy là tính tình của mình trong nhà đó thì sẽ giống ai hơn? Thứ nhất là giống ba, thứ hai là giống mẹ, và thứ ba là không giống ai hết trơn á. Tôi nghĩ là cái câu trả lời này cháu sẽ trả lời là cháu giống ba. Thực ra thì tính cách thôi thì nó cũng hơi trầm tính, hơi cũng trầm không tính. Chưa hẳn là hợp với lại cá tính của cháu. À. Thì lúc đầu tôi nói thì cá tính của cháu nó cá tính hơi cá tính mạnh. Yeah. Nhìn vậy nhưng không phải vậy. Yeah. Thì những cái lúc tâm sự thì cháu hay nói là cháu thích giống ba. Dạ rồi, cảm ơn anh. Xin được mời mẹ Quỳnh Giao. Theo tôi thì bé sẽ giống tôi. À, giống mẹ thì sẽ như thế nào? Giống mẹ thì có thể là làm công việc gì cũng đâu vào đó. Dạ. Rất là tươm tất. À, đi tới nơi về tới chốn đúng không ạ? Cảm ơn mẹ Quỳnh Giao. Mời mẹ Hồng Vân, mẹ có vẻ đăm chiêu thế ạ? Dạ. Mẹ đang suy nghĩ hay sao chị? Chị có thể nói rằng là cá tính, cháu nhận thấy rằng tính tình của cháu giống ai? Dạ, chắc không giống ai. Ủa, không giống ai trong nhà thế ạ? Quậy lắm thôi. Dạ. Cảm ơn chị.
Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi thứ ba. Câu hỏi này được bắt đầu từ mẹ Quỳnh Giao nha. Thưa chị, ở nhà cháu có uống sữa không ạ? À, ít khi cháu uống sữa. Ít khi nhưng mà vẫn còn uống chứ ạ? Thế thì cháu sẽ uống sữa vào lúc nào ạ? Lúc nào mà nó thích. Lúc nào mà em thích thì em uống. Cảm ơn chị. Mời mẹ Hồng Vân. Mẹ có uống. Mẹ uống vào lúc nào ạ? Buổi tối. Vào buổi chỉ buổi tối thôi. Dạ. Cảm ơn chị. Mời ba Thế Khanh. Cháu không thích uống sữa. Cháu không thích uống sữa. Cháu không thích uống sữa. Cho nên nhưng bây giờ không còn uống hay sao? Không phải, vẫn còn uống nhưng mà tại ba mẹ bắt uống, bắt ép uống thì phải uống. Dạ. Thực lòng cháu không thích uống sữa. Nhưng mà vậy thì uống vào lúc nào ạ? Thường cháu uống vào buổi tối trước khi đi ngủ. Tối. Cảm ơn anh. Như vậy là cả ba câu hỏi đều đã được trả lời xong. Chúng ta sẽ cùng nhau chào đón ba em bé trở lại với trường quay. Cô Quỳnh Hương rất là muốn hỏi con câu đầu tiên. Nãy cô Quỳnh Hương biết là con học khá giỏi rồi, con học giỏi rồi. Nhưng mà theo con, vì sao ba mẹ lại muốn con học giỏi nè? Dạ vì muốn con lớn lên có tiền nuôi ba mẹ. Nha hả? Muốn lớn lên có tiền nuôi ba mẹ hả? Thế con có nghĩ sau này lớn lên con có tiền nuôi ba mẹ không? Con sẽ làm nghề gì? Để giàu là có tiền nuôi ba mẹ. Dạ, nghề gì cũng được, miễn sao là có tiền để nuôi ba mẹ được rồi. Ừ, nghề gì cũng được hả? Con chưa nghĩ ra con có nghề gì sao? Chưa. Nhưng mà như vậy thì hai câu trả lời lại không trùng khớp với nhau. Cho nên chưa ghi được 100 điểm con ơi. Xin được mời bạn Phương Thanh. À, thưa cô, con nghĩ là bố mẹ không muốn con học giỏi để mai mốt con có một tương lai tốt hơn. Con có vẻ chững chạc hơn cái lứa tuổi của con rồi. Nhưng mà theo anh nghĩ thì ban nãy anh nói như vậy là có trùng khớp với con hay không? Dạ, như là nãy tôi nói có trùng với cháu. Hồi nãy ba nói rất là dài. Mà ba nói mà cô Quỳnh Hương sợ là không biết là con có biết như vậy hay không. Nhưng mà khi mà cô Quỳnh Hương tỏ vẻ nghi ngờ á, thì ba nói rằng ở nhà ba với mẹ thường xuyên nói với con điều đó cho nên chắc con hiểu. Và quả thật con đã hiểu và 100 điểm dành cho gia đình của con chứ mình. Ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Tiểu Nhi. Dạ thưa cô, là mẹ muốn cho con sau này lớn lên sẽ có một tương lai tốt và có nghề nghiệp ổn định. Rồi cô Quỳnh Hương muốn hỏi thêm nha. Thế một tương lai tốt của con á, theo cái cách nghĩ của con là như thế nào? Dạ thưa cô, là có một nghề nghiệp như là bán quần áo giống mẹ con. Cô Quỳnh Hương rất là muốn là mai mốt con cũng sẽ có một tương lai tốt nha. 100 điểm dành cho gia đình của con. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này bắt đầu từ bạn Phương Thanh. Con nhận thấy cái tính tình của con ở trong nhà là con giống ai nhiều hơn? Thứ nhất là giống mẹ, thứ hai là giống ba, thứ ba là không giống ai hết. Con nghĩ không giống ai hết. Ủa vậy hả? Thế tính mẹ làm sao? Tính mẹ kiên nhẫn thôi. Rồi tính ba thì sao? Tính ba vui vẻ. Ai vậy hả? Ba có vui vẻ không? Có. Ủa vậy hả? Còn con thì sao? Ít kiên nhẫn lắm. Ít kiên nhẫn mà có vui vẻ không? Lâu lâu còn vui. À, thôi rồi rồi, hai người nhìn lầm về nhau rồi. Hồi nãy ba nghĩ là ba trầm tính còn con vui vẻ, còn con lại nghĩ là con trầm tính còn ba vui vẻ. Thế như vậy thì rốt lục cục là cô Quỳnh Hương thấy cả hai người đều vui vẻ đi, được không? Được. Nhưng mà tóm lại là chưa có 50 điểm cho câu hỏi này. Bạn Tiểu Nhi, bạn nghĩ như thế nào? Dạ thưa cô, là tính con không giống ai hết. Ôi dạ hả? Thế tính con như thế nào, còn tính mẹ như thế nào? Dạ thưa cô, tính của con thì không biết nhường nhịn em. À, còn tính mẹ thì biết nhường nhịn con đúng không? Không, tính mẹ thì yêu thương con cái. Ồ, nhưng mà chưa có 50 điểm cho gia đình của con. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Hoàng Phúc nè. Hoàng Phúc, con nhận thấy tính tình của con thì giống tính ai? Dạ, con chọn ngôi số 3. Đó là? À, không giống ai hết. Thiệt luôn hả? Vì sao con lại nghĩ là không giống ai hết? Tại ở nhà con nhiều người giống. À, nhiều người giống hay là con giống nhiều người? Giống nhiều người. Giống ai? Giống anh con, mẹ con, cha con, ông con, rồi bà con nữa. Giống nhiều người có nghĩa là không giống ai hết. Hay quá ha. 50 điểm cho câu hỏi này. Chúng ta còn một câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi này được bắt đầu từ bé Tiểu Nhi. Tiểu Nhi,
Con thường uống sữa vào lúc nào? Thưa cô, con không uống sữa. Con không uống sữa luôn á? Vì sao vậy? Thưa cô, mẹ con nói uống sữa nhiều sâu răng. Nhưng mà con có biết là uống sữa sẽ làm cho ta cao lớn và khỏe mạnh không? Dạ biết. Biết, giờ con không uống sữa luôn. Rồi, hồi nãy mẹ lại không nói trùng với con nữa rồi. Hồi nãy mẹ nói là lúc nào em thích thì em uống, cho nên cái lúc em không thích thì em không uống, đúng không con? Về bản chất hai câu thì không có gì sai hết á, nhưng mà cách trả lời thì không trùng hết, cho nên chưa ghi được 100 điểm rồi con ạ. Chúng ta lắng nghe ý kiến của bạn Hoàng Phúc nào. Hoàng Phúc. Dạ. Con thường uống sữa vào lúc nào? Dạ buổi tối. Buổi tối, ngày nào cũng uống hay sao? Dạ, nhỏ uống nhiều, bây giờ hết uống rồi. Hết uống rồi. Hết uống luôn hay là lo lo còn uống chứ tỉnh? Hết uống luôn. Ừ, lần nữa cái câu trả lời của con nó lại cứu sống con rồi. 100 điểm dành cho gia đình của con. Thương Thân, con nghĩ như thế nào? Dạ thưa cô, con thường uống vào buổi tối. Con có thích uống sữa không? Dạ con thích. Cũng thích hả? Như vậy ba lại nhìn lầm con nữa rồi. Nãy ba nói là thật ra con chẳng thích uống sữa đâu. Tại vì nhưng ba mà... với mẹ lâu lâu con chẳng thích uống sữa. Thật ra cái chuyện mà con thích hay không thích á, cô Quỳnh Hương khuyên là con thích, tại vì mai mốt con sẽ cao, con phải khỏe mạnh. Nhưng mà cái chuyện con thích nó ảnh hưởng, không ảnh hưởng một chút nào tới điểm số. Tại vì nội chuyện con nói con uống sữa vào buổi tối đã ghi được cho gia đình mình 100 điểm rồi, chúc mừng con. Kết thúc cả hai vòng chơi, chúng ta sẽ cùng lắng nghe số điểm của cả ba gia đình nào. Kết thúc vòng thi thứ hai, gia đình bé Tuyết Nhi 100 điểm. Gia đình bé Hoàng Phúc 200 điểm. Như vậy cả hai gia đình sẽ rời khỏi cuộc chơi và mỗi gia đình sẽ được 1.500.000 đồng tiền thưởng. Riêng gia đình bé Phương Thanh 300 điểm sẽ được 2.000.000 đồng tiền thưởng và bước vào vòng đặc biệt. Xin chúc mừng bé Phương Thanh. Cả ba gia đình khi đến đây chơi ngày hôm nay sẽ nhận được một giỏ quà từ phía nhãn hàng Ajinomoto, công ty Ajinomoto Việt Nam. Và ngoài ra thì ba em bé, những người chơi nhỏ tuổi sẽ có được chú heo Ajinomoto rất là đáng yêu cùng theo chân về nhà. Xin được cảm ơn cả ba gia đình cùng đến chơi ngày hôm nay. Nóng. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng chơi đặc biệt của trò chơi Bí mật gia đình. Bởi vì ban nãy Phương Thanh đã nói rằng là Phương Thanh rất là thích những trò chơi vận động, cho nên bây giờ chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là những trò chơi vận động dành cho các bé gái. Trong vòng 30 giây, hai bố con sẽ phải chọn ra những hoạt động nào mà bé Phương Thanh thích hơn cả sẽ để vào ô số 1, số 2 và số 3. Những hoạt động nào bé không thích bằng sẽ để ở ô số 4 và ô số 5. Và nếu mà bé Phương Thanh những cái ngôn ngữ hình thể của con, tay chân hay cử chỉ để tả cho bố biết là con chọn cái gì để bố kịp thời bố sửa, sẽ không được sử dụng lời nói để hỏi lại nhé. Cứ mỗi ô hình giống nhau, hai bố con sẽ ghi được 500.000 đồng tiền thưởng. Hai ô hình giống nhau 1.000.000 đồng. Ba ô hình giống nhau 1.500.000 đồng. Thế nhưng nếu bốn ô hình giống nhau, điều đó đã có nghĩa là năm ô hình đã giống nhau rồi và hai bố con sẽ ghi được đến 5.000.000 đồng tiền thưởng. Bây giờ thì cô Quỳnh Hương sẽ cho con bộ này và bố bộ này. Bố qua bên kia đi ạ. Con qua đây. 30 giây bắt đầu. Nhanh lên, mới còn thời gian nữa. Nhanh đi con. Nhanh lên. Nhanh lên. Như vậy thì cả hai bố con đã không còn thời gian để mà sửa nữa rồi. Như vậy thì bé Phương Thanh đã rất là thích cái trò leo cây và để hái táo. Bố nghĩ là thích chơi đánh bóng. Con rất là thích chơi trò chơi đu quay ngựa gỗ. Một quay hình giống nhau. Trò chơi trượt nước. Và như vậy chỉ có mỗi một quay hình giống nhau mà thôi. Hai cha con có thể ghi được trong vòng chơi đặc biệt này số tiền thưởng là 500.000 đồng. Kết hợp với cả các vòng chơi bên ngoài, hai cha con có thể mang về cho gia đình một số tiền thưởng trị giá 2.500.000 đồng. Và ngoài ra thì bé Phương Thanh và hai bé cùng chơi sẽ nhận được mỗi bé một cái áo thun của hình bí mật gia đình thích nhé.
Bây giờ mình mời mẹ lên cùng với hai gia đình cùng chơi với mình lên để cùng chia sẻ niềm vui nào. Nào mời hai gia đình. Mai ấm gia đình, à chi đồ mơ cơ. Kịch thiếu nhi đệ nhất Danh Gà do đội kịch Tuổi Ngọc nhà thiếu nhi quận 1 cùng một số diễn viên thực hiện, với những câu chuyện vui nhộn, nhí nhảnh nhưng lại là những bài học bổ ích cho các em. DVD Kịch thiếu nhi đệ nhất Danh Gà hiện được Trung tâm Dịch vụ Truyền hình phát hành tại các đại lý và nhà sách trong thành phố. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 8299045. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Bí mật gia đình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng với công ty Đông Tây thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng IG Ngon, công ty Ajinomoto Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin đừng quên giờ phát sóng quen thuộc của chương trình 7 giờ tối thứ ba hàng tuần trên sóng HTV7. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trường có nhiều bạn bè. Dạ con đi từ tàu lửa tới Vũng Tàu. Mỗi lần mà móng tay con dài ra thì ai là người thường hay cắt móng tay cho con? Dạ mẹ con. Mẹ bé thì cắt thì mình bé sẽ thích và thường chọn mua cái loại bánh nào nhất? Dạ bé sẽ chọn là bánh kem ạ. Em nghĩ bé chắc cũng sẽ chọn bánh kem ạ. Bánh su su. Chưa ghi được 100 điểm. 100 điểm sẽ đến với gia đình của anh nữa, chúc mừng. Bingo xin chào những em bé thông minh với các trò chơi vui nhộn hơn. Lần trên xin thân ái chào mừng quý vị phụ huynh và các bạn nhỏ. Và các bạn, mình tên là Tân Vĩnh Minh Châu. Xin chào các bạn, mình là Huỳnh Tấn Công. Yeah! Với cái phòng thi nhanh tay lẹ mắt, bé làm Bingo ngon ảnh thông minh, có cả ba mẹ cùng chơi. Đó xem 7 giờ tối thứ hai trên HTV7 cùng Bingo tham gia chương trình những em bé thông minh của cô gái Hà Lan nhé.